Hải Phòng có hơn 9.600 học sinh và giáo viên là F0, dạy trực tiếp thế nào? Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng ghi nhận 9.649 học sinh và giáo viên mắc COVID-19. Sở đã triển khai kế hoạch dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến cho 182 trường học các cấp nhằm đảm bảo chương trình giảng dạy và an toàn phòng chống dịch, không kỳ thị học sinh mắc COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết, ngày 11 tháng 2, toàn ngành giáo dục thành phố ghi nhận thêm 3.172 trường hợp 2.976 học sinh và 196 giáo viên dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, Hải Phòng ghi nhận tổng cộng 9.649 giáo viên và học sinh mắc COVID-19, trong đó 1.524 trường hợp chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, đa số là học sinh mầm non, tiểu học. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết, trước diễn biến mới của dịch bệnh, đơn vị đã triển khai kế hoạch tổ chức dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các quận huyện, cơ sở giáo dục trên địa bàn, đảm bảo an toàn phòng dịch. Theo đó, trường hợp học sinh dương tính được nghỉ học và điều trị theo hướng dẫn của lực lượng y tế. Nhà trường có trách nhiệm tổ chức cho học sinh mắc COVID-19 học online hoặc dạy bổ trợ đảm bảo học sinh được tiếp cận kiến thức cơ bản. Học sinh còn lại của lớp đi học bình thường, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề nghị những ngày đầu học sinh trở lại trường. Các cơ sở giáo dục cần dành thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học trực tiếp. Tổ chức các hoạt động tạo hứng thú và trạng thái thoải mái cho học sinh, hướng dẫn kiến thức phòng dịch và nguyên tắc tuân thủ trong phòng dịch, tuyệt đối không để xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp F0. Các cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy nội dung cơ bản theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện và đối tượng, tránh gây áp lực quá tải đối với học sinh. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng chống dịch và xử lý tình huống phát sinh theo phương án, kịch bản đã được thành phố phê duyệt. Tổ chức tập huấn, diễn tập cho phụ huynh, giáo viên học sinh để trẻ em đến trường đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra dạy học trực tiếp ở Hải Phòng, học trực tiếp kết hợp online. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng thông tin, đến nay có 182 trường học các cấp trên địa bàn kết hợp dạy trực tiếp và dạy trực tuyến do có trường hợp F0, nhằm đảm bảo kế hoạch giảng dạy và an toàn phòng dịch. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Đoàn Thị Thu Hằng, hiệu trưởng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng, Hải Phòng, cho biết từ khi dạy học trực tiếp đến nay, nhà trường ghi nhận 32 F0, 2 giáo viên và 30 học sinh. Trước khi đón học sinh dạy trực tiếp, 100% cán bộ, giáo viên phải xét nghiệm. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới phụ huynh và học sinh về biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh. Nhà trường cũng đã phun khử khuẩn toàn bộ các lớp học, khuôn viên, sân chơi, kiểm tra phòng y tế, chuẩn bị khẩu trang, máy đo thân nhiệt, cồn sát khuẩn, nước súc miệng cho từng lớp quá trình dạy trực tiếp, hạn chế tối đa học sinh ra khỏi lớp trong giờ học, thực hiện các biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa các lớp với nhau, tăng cường súc miệng bằng nước muối cho học sinh hàng ngày. Cuối giờ học, các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách vệ sinh khử khuẩn toàn bộ lớp, bàn ghế, đồ dùng học tập bằng dung dịch sát khuẩn. Học sinh các khối lớp ra về theo khung giờ nhằm hạn chế tiếp xúc. Đối với học sinh là F0 theo dõi sức khỏe, học trực tuyến tại nhà. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc với phụ huynh để nắm bắt cùng theo dõi sức khỏe học sinh để kịp thời bổ trợ kết hợp dạy trực tuyến đảm bảo chương trình. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, toàn tỉnh có hơn 300 học sinh và giáo viên là F0, gần 5.000 trường hợp F1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thông tin, ngày 11 tháng 2, toàn tỉnh có 737 giáo viên, học sinh mắc COVID-19, tăng hơn ngày trước là 138 người. Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa công bố số liệu thống kê số ca mắc COVID-19 trong trường học nhưng khảo sát các phòng giáo dục và đào tạo như Ba Đình, Thanh Trì, Hà Đông cho thấy, sau một tuần học trực tiếp, lác đác ở các trường đã xuất hiện F0. Có một số lớp học sinh vừa đến trường học trực tiếp nhưng phát hiện F0, buộc cả lớp phải quay về học trực tuyến. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo Hà Đông nói, số ca mắc không nhiều, chỉ 5-6 trường hợp, trường nhiều nhất là ba em đại diện ban giám hiệu trường tiểu học đại hợp kiến thụy hải phòng cho biết những ngày đầu dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhà trường ghi nhận 16 học sinh là f0 nhà trường đã phối hợp phụ huynh để xét nghiệm nhanh đồng thời khuyến cáo hướng dẫn phụ huynh phối hợp cơ quan y tế tổ chức xét nghiệm cho học sinh có nghi vấn tiếp xúc f0 để theo dõi sức khỏe tại nhà nhà trường đã thông báo phối hợp với toàn bộ phụ huynh cho học sinh xét nghiệm covid 19 dịp cuối tuần qua đó sàng lọc trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính để triển khai kế hoạch dạy trực tiếp và học trực tuyến, đại diện ban giám hiệu trường tiểu học đại học nói, ứng phó tình huống dịch phát sinh từ ngày mùng 9 tháng 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo lập 6 đoàn đi kiểm tra việc hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại các địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang. Tại Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự mạnh mẽ dứt khoát của hải phòng trong việc cho học sinh trở lại trường học tập trực tiếp theo chủ trương của chính phủ và chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo chúng ta vẫn lấy đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh giáo viên làm đầu nhưng phải có sự ứng phó phù hợp đã thấy yên tâm đưa các cháu đến trường và đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch thì cần đảm bảo đầy đủ các hoạt động học tập trực tiếp bộ trưởng nói nếu phát sinh các trường hợp nhiễm bệnh cần cố gắng sàng lọc xử lý trong phạm vi hẹp nhất có thể Kiểm tra tại hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, địa phương cho học sinh từ lớp 7 đến 12 đến trường học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2, sau đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến 6 đi học trực tiếp trở lại. Đối với bậc học mầm non, các trường sẽ tổ chức dạy học trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, An Giang phát hiện 135 cán bộ, giáo viên, 1.057 học sinh là F0 tất cả đã được điều trị khỏi bệnh nguyễn hà các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé